Tuần lễ Black Friday đến với tiengishop.vn. Giảm giá sập sàn 50% danh mục Black Friday hấp dẫn nè. Cam kết bán đích liên quân giá rẻ nhất thị trường. Sale trang phục hot nè. Vòng quay Black Friday, flash sale và khung giờ siêu hot. Có chần chờ gì vào ngay tiengishop.vn để tham gia tuần lễ vàng siêu giảm giá ngay nhé. Yên tâm, gặp sự cố sẽ bồi hoàn 100%. Xin chào anh em, như tiêu đề nhá. Cứ khi nào phiên bản mới cập nhật ấy thì S lại có series chính là review các vị tướng sau khi cập nhật và gửi đến cho anh em cảm nhận về các vị tướng đó. Đồng thời trong clip này S sẽ review luôn các bộ trang phục của vị tướng tăng sức mạnh có trong phiên bản này. Nào, bắt đầu tìm hiểu 6 vị tướng được gia tăng sức mạnh ngay bây giờ nhé. Nhưng mà trước khi vào Lister thì S xin anh em vài giây để mà review sơ qua về cái bộ trang phục 3S. Và đó chính là cái lý do lớn nhất Richter được gia tăng thêm sức mạnh. Bởi vì đơn giản thôi, đây chính là cái động lực nhà thành gia tăng sức mạnh cho Richter. Đó chính là tăng để còn bán. Bán làm gì? Khá đắt đấy anh em ạ, 3S cơ mà. Rồi thì bây giờ nhá, Richter ấy, sự thay đổi thì chắc anh em xem qua cái phần mới của S rồi đúng không nào? Rất là tuyệt vời, đó chính là ở cái dạng thủy kiếm. Trước đây chúng ta thường quen thuộc với ở dạng kiếm vàng, đó chính là đánh tổ đánh nè, đúng không? Rồi kiếm đỏ là hất tung kẻ địch nè, thủy kiếm đây. Tuyệt vời thế nào, thủy kiếm bây giờ là gây sát thương theo phần trăm máu mục tiêu đã mất, kiếm đỏ là phần trăm máu tối đa của kẻ địch, tức là chúng ta có hai loại gây sát thương. Như vậy là khi anh em tấn công kẻ địch nhá, ví dụ thâm máu thằng vãi ôi đi, thì kẻ địch sẽ chịu cái lượng sát thương thủy kiếm nhiều hơn. Cái điểm quan trọng là tiếp theo mà các bạn cần phải nhớ với Richter, khi các bạn tung chưa một xong, các bạn đánh thường cái đúng không, thì cái lượng sát thương cường hóa đó được gia tăng. Đây đánh thường, đây đánh thường, cái lượng sát thương đó được gia tăng lên 150%. Và khi bạn ở dạng kiếm đỏ mà vận dụng chiêu hay, ví dụ đây, thì các bạn sẽ không bị làm chậm. Tuyệt vời không nào, một chút sự thay đổi thôi, nhìn thì tưởng ít đúng không nào, nhưng mà nó lại rất là quan trọng, vẫn ảnh hưởng lớn đến trận đấu và cách chơi của anh em khi chơi Richter. Nhưng mà khi các bạn vận dụng ở dạng thủy kiếm hoặc là ở dạng kiếm vàng, đương nhiên là còn làm chậm nhá, nên các bạn phải chú ý, đặc biệt là các pha băng trụ hoặc là các pha tấn công kẻ địch bất ngờ, tránh tình trạng là các bạn bị làm chậm luôn. Ở đây ví dụ thế, mình đang từ cái dạng kiếm đỏ lao ra hất tung hai lần, nhưng mà sau đó chúng ta lại chuyển sang dạng thủy kiếm rồi, mà thủy kiếm ta lại chuyển sang đó chính là cái sử dụng chiêu hai là khống chế kẻ địch đúng không, thì khi đó các bạn sẽ tạo ra khống chế kẻ địch nè, hoặc là các bạn nào tiếp xúc bất ngờ có thể là bớt giảm tốc hơn. Về Richter đánh giá nhá, đầu tiên ấy đánh giá nó sẽ đánh giấy hơn trước, nhưng gọi là imba như cái đợt mà chưa bị giảm sức mạnh ư, thì chắc chắn là không. Bởi vì mình nói thật với anh em, mình thích cái tầm của thủy kiếm nó tuyệt vời như trước cơ. Nhưng mà sự thay đổi này của Richter nhá, mình đánh giá rất là cao. Bởi vì Richter vẫn là vị tướng trợ thủ rất là tuyệt vời. Còn đi sâu đường thì mình nghĩ rằng các bạn có quá trời lựa chọn tuyệt vời hơn. Điều các bạn bây giờ cần làm là chơi Richter và chuẩn bị quân huy nhé. Và thứ hai là vị tướng Idumia, một trong vị tướng mà mình khuyên anh em nhá, nên chơi ở trong phiên bản này và tận dụng chơi đi, trong khi kẻ địch chưa biết sức mạnh sau sự thay đổi của vị tướng Idumia. Về sự thay đổi sức mạnh của vị tướng Idumia, chắc các bạn xem clip phiên bản mới tăng giảm sức mạnh của S rồi đúng không nào? Bạn nào chưa xem có thể vào kênh xem lại nhá. Nhưng mà để tiện hơn, mình sẽ để link ở phía mô tả cho anh em tiện theo dõi. Khi nói về Idumia ở bản này, phải nói đến cái lượng sát thương rất là khổng lồ, đó chính là ở cái nội tại cường hóa chưa một. Nhưng mà để tránh gọi là imba quá ấy, thì nhà phát hành sẽ giảm nhẹ một chút cái lượng sát thương ở cái chiêu 1. Nhưng không phải vấn đề, bởi chúng ta là x2 cái lượng sát thương cường hóa cơ mà. Quan trọng hơn tất cả, có một chút cơ chế mà các bạn cần phải nhớ. Đầu tiên là thời gian để cường hóa chiêu 1 lâu hơn. Thứ hai, vận dụng chiêu 2 mà chúng kẻ địch lập tức có cường hóa chiêu 1. Như vậy là combo anh em hiện giờ anh em chơi nhiều và sử dụng nhiều nhất như sau. Đầu tiên là từ nhà hoặc là từ nơi mà các bạn chưa tranh ấy, các bạn phải tích trước một cái điểm nội tại. Sau đó các bạn đến ra tranh, các bạn tung chiêu 1 và cường hóa ngay chiêu 1. Ví dụ vậy. Và sau đó nếu kẻ địch tiếp cận bạn, vận dụng ngay chiêu 2 và vận dụng thêm lần cường hóa. Nhưng mà cái điểm các bạn cần nhớ là vận dụng cuối bây giờ là không có bất kỳ cái điểm nội tại nữa nhá. Bởi vì chiêu 1 và chiêu 2 của nó đã quá imba rồi. Bây giờ các bạn mà cầm Idumia để mà thủ rừng nè, hoặc là cướp rừng của đồng đội, quá mạnh luôn. Tin Eddie, anh em nên tận dụng thời gian ở trong tuần đầu sau khi cập nhật này, khi mà thông tin Idumia gia tăng và tăng trưởng sức mạnh chưa được quá nhiều anh em để ý, để chúng ta để tận dụng con bài này và giành các chiến thắng liên tục. Nếu bạn nào test Idumia và công nhận với đánh giá của S về vị tướng này đáng chơi cực kỳ ở trong thời hiện tại, thì hãy cho S xin một comment dưới video, người ta gọi là feedback lại, để cho nhiều anh em tin tưởng hơn. Hoặc là nhiều anh em đang phân vân ấy, thì không còn phải phân vân gì nữa, pick và lựa chọn ngay để chơi Idumia.
Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng chơi ở càng nhiều sao ấy, hoặc là các bạn đi đơn ấy, thì chơi Illumia vẫn là bị tướng thiếu cơ động, nên các bạn phải chú ý kẻ địch. Đặc biệt ví dụ kẻ địch có Kyros, kẻ địch có Roker thì ôi trời ơi, đánh Illumia thì phải chú ý nhá, không bọn nó vào bọn nó đục chơi ấy. Nên là các bạn phải chú ý một chút về các sự thay đổi đó. Về cơ bản đánh giá tổng quan ấy, sát thương to, khống chế ổn, cường hóa tuyệt vời, đặc biệt là cường hóa liên tiếp nhá. Mình thích nhất là cái ở cái chiêu 2 đó, đẩy người là có ngay chiêu 1 cường hóa, quá tuyệt vời. Hãy sử dụng và tận dụng các bộ chiêu thức và trang bị của Illumia nhé. Mình thích lối trang bị hồi chiêu nhất cho Illumia này. Kali của chúng ta có một cái bộ trang phục mới là Vũ hội bóng đêm. Nhưng mà chỉ tiếc đây là một cái bộ trang phục bậc A thôi anh em ạ, tức là không có hiệu ứng. Nên mình sẽ review sơ sơ cho anh em nhé, trước khi chúng ta về review sức mạnh mới của vị tướng Kali. Giống như là Richter thôi, có tăng sức mạnh thì sẽ có bộ trang phục mới. Nhưng chỉ tiếc là Kali của chúng ta không được ưu ái quá nhiều. Cái lượng sát thương của nội tại đánh lên tướng lính quái vẫn như vậy, nhưng mà đánh lên trụ ấy nó chỉ còn 50% mà thôi. Chiêu cuối 90 bóng mai anh em ơi, quá đỉnh đúng nào. Khi các bạn tận dụng chiêu cuối đấy ạ, có bạn vận dụng chiêu 1, các bạn sẽ không bị khựng được cái điểm hay ho. Và cái điểm tuyệt vời nhất của Illumia gia tăng được chính là độ cơ động. Tận dụng chiêu 2, mặc dù hơi đen tí là không còn được tăng phép, nhưng giáp ảo thì vẫn vậy. Và các bạn, cái điều quan tâm nhất của bạn đó chính là gì? Tăng tốc theo chỉ số, tức là không phải phần trăm mà là tăng tốc theo số. Đấy, mình thích cái sự gia tăng theo số đó, giúp anh em có thể tận dụng khả năng. Và đương nhiên rồi, chạy bon bon luôn anh em ạ. Như trong clip đi và trong các clip khác mình từng nói rồi, nếu các bạn có thể tận dụng Kali kết hợp với Alice chiêu 2 bây giờ chạy nhanh lắm anh em ạ. Chút mình sẽ review Alice sau. Alice Illumia hoặc là Alice Kali đều tạo nên một sự khó chịu lên kẻ địch đúng không nào. Và Kali mình đánh giá khá ổn. Nếu team địch pick và sử dụng nhiều vị tướng xạ thủ, ví dụ kẻ địch có Gaio, rồi kẻ địch Heate hay là Thon gì đó, các bạn kẻ địch hai xạ thủ đi, các bạn vận dụng Kali thoải mái mà thủ. Úi dồi ôi anh em ơi, 90 bóng ma cơ mà, quá đỉnh cấp đúng không nào. Các bạn sẽ vận dụng chiêu 2 chạy ầm ầm, chạy bon bon, thủ trụ đáng gờm. Nhưng các bạn phải nhớ rằng hơi bị căng đấy nhá, nếu các bạn đối đầu cái thằng đi đắc. Và bản thân S trong trận đấu này đi, rất xanh, rất mạnh, nhưng mà chỉ vì cái thằng đi đắc này thôi mà nó đã câu kéo trận đấu đến tận phía sau và suýt chút là bị toang trận đấu anh em ạ. Suýt chút là chúng ta bị mất luôn trận đấu bởi vì kẻ địch có pha phản công với vị tướng đi đắc rất là đáng gờm. Mặc dù là chúng ta cũng thuộc dạng late game, nhưng mà đi đắc cũng không phải là dạng vừa đâu. Đặc biệt là khi nó sử dụng cái chiêu cuối, mà nó sử dụng chiêu cuối là mình chịu anh em ạ. Mình chịu luôn khi nó vận dụng chiêu cuối đấy, nên là các bạn phải chú ý nhá. Đặc biệt là với chiêu 2 tăng tốc độ chạy tuyệt vời như vậy ấy, các bạn sẽ được boost chạy. Ủa, chạy ngon lắm anh em ơi. Anh em hãy thử vào rank và test thử với vị tướng Kali nhá. Nhưng mà phải chú ý team địch nhá. Team địch mà có quá trời vị tướng gọi là áp sát này rồi siêu cơ động này thì cũng hạn chế cho Kali thôi. Còn nếu kẻ địch có vị tướng kiểu cấu rỉa tầm xa, ví dụ như là Chrissy, ví dụ như là Lily cũng được, hoặc là các vị tướng xạ thủ ấy, thì cầm Kali đánh không phải dạng vừa đâu. Thủ trụ đánh trụ thật tuyệt vời nhá. Mà tin chắc với anh em là Kali thì ai chẳng có đâu nào. Ví dụ Fire đi, thằng đi đắc nó bật chiêu cuối lên đúng không? Nhưng mà rất tiếc là đồng đội của nó ấy, nó lại nhô mặt ra, thế là bị mình oánh cho nó xoang tà là nhằng luôn rồi. Thế là đi thôi. Đương nhiên là tiện đây mình sẽ review cho anh em luôn cái bộ trang phục của Vera và Malok để hại các bộ trang phục ở trong sổ sứ mệnh đợt này nha anh em ơi. Hôm nay là 23 rồi thì các bạn đến ngày 26 chắc bạn sẽ được đặt trước để mà chơi các bộ trang phục này. Vera nè, rồi Malok nè. Cơ bản là mình không đánh giá quá cao về hai bộ trang phục này đâu, bởi vì nó chỉ là bộ trang phục ở trong sổ mà. Nên mình nếu mà đánh giá ấy, mình chỉ đánh giá kiểu Richter 3S hoặc là các bộ trang phục 2S thôi. Chứ còn là trang phục trong sổ ấy, nó đại loại như nhau thôi anh ạ, đại loại như nhau thôi. Chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều, nói chung là ngon bổ rẻ. Và Chrissy là con bài mà các bạn không nên bỏ qua, một cái bài cấu rỉa rất là tuyệt vời. Chrissy đi được rất là nhiều kèo anh em ạ. Nó khả năng khống chế rất tuyệt vời chiêu 2, tốc đam tuyệt vời được chiêu 1 và chiêu cuối. Ở trong cái bản cập nhật này, cái điểm các bạn phải chú ý đầu tiên là không chỉ là về hiệu chỉnh sức mạnh của các vị tướng đâu, mà các bạn cũng biết là các trang bị giảm kháng phép bị giảm chỉ số rất là nhiều, từ giày kim cương này, giáp Gaia này, Wonder Joy này, nó giảm đồng loạt các chỉ số kháng phép, tức là các vị tướng phép cực kỳ có lợi. Và ở trong phiên bản này, Chrissy không còn gì phải nói rồi. Sát thương chiêu 1 rất to, sát thương chiêu cuối cực khủng. Anh em đánh, anh em phải trầm trồ lên một câu, wow, tuyệt vời. Vậy thì trang bị và phù hiệu đi đây. Trong khi phù hiệu luyện kim bị giảm sức mạnh, một số vị tướng thì bảo là không dùng luyện kim nữa, mình chuyển sang dùng phù hiệu khác đây. Không, anh em cứ dùng luyện kim cho mình đi.
mặc dù nó giảm xuống 900, nhưng với một con bài đi đường mid ấy, khi mà cái phiên bản kỷ niệm 5 năm chiến trường 4.0 chưa được cập nhật, sáng nay gửi đến cho anh em đó, thì khi đó thì thằng rừng nó farm chung với bạn thôi, thằng top Lorena ra rỉa với bạn thôi, và thằng xạ thủ nó cũng chẳng kém cạnh đâu. Nên các bạn cứ cầm luyện kim đi, gia tăng một cái lượng vàng khổng lồ để giúp anh em có thể có lượng trang bị cấu rỉa này, sốc đam nhanh chóng nhất để có thể gánh team cơ mà, đúng không nào? Điều đáng sợ nhất của vị tướng Chrissy đó là gì? Đó chính là các pha chiêu 2. Đương nhiên sử dụng chiêu 2 thì có trượt có trúng, và quan trọng nhất là phải sử dụng đúng lúc đúng thời điểm và hiệu quả năng suất tốt nhất, đúng không nào? Ví dụ đây đi, một pha hất tung thôi anh em ạ. Hất tung khó chịu hơn cái thời gian nó hiện thị ra nhiều. Nếu mà như các vị tướng khác là kiểu choáng ấy, thì nó bình thường, nhưng mà kiểu của Chrissy là rất đáng gờm luôn. Nếu bạn nào muốn đối đầu ở trong Chrissy ở trong phiên bản này ấy, thì các bạn hết sức cẩn thận nha. Đặc biệt là các pha cấu rỉa chiêu 1. Ví dụ đây, các pha cấu rỉa chiêu 1, các pha chơi chiêu cuối, giống kiểu con đầu cờ đi, nó vào nó bị sốc luôn này anh em, nó chưa kịp làm gì luôn, nó bị khống chế này, rồi bị sốc choáng, sốc đam, thời gian đổi chiêu lại vô cùng nhanh. Vậy nên bỏ qua Chrissy là quá phí phạm. Thời đại của vị tướng 3 nút cực kỳ dễ chơi, cực kỳ hiệu quả đang trở lại anh em. Tận dụng nhé. Bé Alice đang tạo tiếng vang trong những ngày qua. Cái lối trang bị lên khá phép, đặc biệt cái bảng ngọc cũng lên bảng ngọc phép luôn, giúp anh em để tận dụng tối đa cái chiêu 2, tức là chiêu 2 của anh em nhá. Càng nhiều sát thương phép, nó lại chuyển đổi thành cái tốc độ chạy của Alice búp cho đồng đội. Ví dụ một Alice từ khoảng mốc từ 600 đến 1000 đi đấy, thì nó sẽ búp gần như là kiểu mắc tốc độ chạy cho Alice, và có thể là mắc hoặc là gần mắc tốc độ chạy cho đồng đội. Các bạn hiểu cái tốc độ chạy nó kinh khủng ra sao đấy. Như là các bạn là kết hợp Alice với vị tướng Kali đi. Trời, Kali bật chiêu 2, Alice rồi còn bật chiêu 2 búp thêm. Tốc độ kinh khủng nhá. Đó là lý do vì sao mà các bạn cần phải tận dụng Alice. Và đừng lạ hay là đừng trách Alice lên cái lối trang bị đó. Bởi vì Alice có thể lên cái lối trang bị đó và đôi lúc có thể KS mạng của anh em. Nhưng mà nó lên phép, nó tung chiêu 2 thì các bạn đừng nhờ, đúng nào? Tung chiêu 1 khống chế quá đau, kẻ địch cũng ớn, kiểu thế. Và tung chiêu cuối đương nhiên rồi, cú đánh đầu tiên x4 đam. Trời, một Alice nhiều phép x4 đam thì không phải sạng vừa đâu nhá. Hãy cẩn thận với Alice ở phiên bản hiện tại nhé. Và đương nhiên rồi, có Alice trong team thì các bạn bớt pick quá nhiều cũng bị tướng lết thôi. Pick mấy con kiểu khỏe đầu một chút, nếu thì đánh dễ dàng hơn, lăn cầu tuyết khủng hơn. Như vậy thì người ta mới gọi là đánh sung, đúng không nào? Chứ pick Alice đương nhiên Alice lên phép cũng ok đấy. Nhưng mà nếu mà kẻ địch có quá nhiều vị tướng sát thủ hoặc là phép khỏe thì các bạn có thể nhớ đến các trang bị như là huấn luyện choi hoặc là kiến truyền, kiến điện thoại, tùy lựa chọn trong từng tình huống mà lựa chọn nhé. Alice đáng chơi trong phiên bản này. Và nhiều bạn có hỏi là Toro được ở phiên bản này được gia tăng sức mạnh đấy. Đúng vậy, Toro được gia tăng sức mạnh khi mà cái lượng máu và lượng sát thương gây ra từ cái chiêu 2 của anh em ấy, đó là phần trăm máu, đúng không? Thì nó sẽ chuyển thành cái lượng sát thương phép chứ không phải là sát thương vật lý. Như vậy có ảnh hưởng gì không? Ví dụ như là nó đối đầu có vị tướng kiểu như là thằng Joker đi, thì đương nhiên là có ảnh hưởng rồi, bởi vì Joker là nó có chiêu 2 không chịu sát thương vật lý, đúng không nào? Và khi vận dụng chiến thức như vậy ấy, rất là tuyệt vời, nó sẽ giúp cho anh em có thể khiến kẻ địch khó hơn để phòng thủ chẳng hạn, chứ phải lên một chút kháng phép để mà trị chân Toro sát thủ của anh em. Mà tôi biết thừa là mấy ông đi rank ấy, giờ nhiều ông thích cầm Toro đi rừng mẹ solo lên đam ấy nhá. Nên anh em khi đối đầu mình thể loại Toro như vậy thì hết sức cẩn thận đấy. Và đó là các vị tướng được gia tăng sức mạnh review qua. Ông nào mà không thời gian test hoặc là đó không phải là vị tướng thủ của anh em cóc chơi đấy, thì các bạn chỉ cần xem xong clip này thôi, các bạn sẽ được review chi tiết. Bởi vì mình đã test qua tất cả rồi thì mới có thể đánh giá một cách khách quan nhất gửi tới cho anh em nhá. Anh em đừng quên like, share video và chờ đón các clip review về cân bằng và giảm sức mạnh tiếp theo nhé. Hello anh em nhá, S có cái fanpage mới và chính thức, đó chính là Trẻ Em Game TNG. Đây, hiện tại thì mới lập thôi nên đang có 300 người theo dõi fanpage này. Nên S muốn gửi đến cho anh em trong clip này ấy, là mong anh em có thể vào đây và follow cái fanpage của S. Bởi vì trên fanpage này ấy, mình sẽ cập nhật liên tục và rất là nhiều thông tin của phiên bản mới nè, giúp anh em có thể thảo luận nè. Và đừng quên vào đây fan cứng và nhận tham gia event tuyệt vời của S nhé. Tham gia ngay nha anh em ơi, link S để phần mô tả. Nhớ ủng hộ S nhé, bởi vì mình sẽ trở thành đối tác chính thức của trên Facebook, có thể livestream nè, rồi up các video riêng biệt và đặc biệt duy nhất trên fanpage này. Tham gia luôn nha các bạn ơi.